Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 66, Nghi ngờ của Bùi Vân Ảnh Thành phố Kinh sau tiểu thử, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Trước cửa tiệm giày tơ lụa ở phố Tây, đã dựng lên một mái che mát bằng vải gấm. Mỗi buổi tối, ba ba năm năm những người bán hàng nhỏ ngồi dưới mái che hóng mát. Hôm nay hiếm khi có gió mát, sáng sớm không có mặt trời, Đỗ Trường Khanh dẫn theo chủ tớ Hạ Vinh Vinh đi dạo trong thành phố, tiện thể mua chút đặc sản cho cha mẹ của Hạ Vinh Vinh. Trong y quán chỉ còn A Thành và Ngân Tranh giúp Lục Đồng sắp xếp dược liệu. Lục Đồng ngồi trong y quán, đặt những lọ tiểu tiểu mới làm vào góc dài của tủ. Vài ngày trước, cô đã vay thêm Đỗ Trường Khanh 100 lượng bạc, nên phải làm nhiều thuốc trà hơn để bù đắp. Ngân Tranh đang quét nhà. A Thành đi ra cửa hàng nước ngọt ở phố Tây để mua nước ngọt cho Lục Đồng. Đỗ Trường Khanh không hiểu được khẩu vị của Lục Đồng, nhưng cửa hàng nước ngọt mới mở này đối với Lục Đồng, ngọt vừa đủ, hai cốc chỉ ba đồng xu, trong y quán mọi người thấy quá ngọt, Lục Đồng mỗi ngày mua về, tự mình uống hai ống tre. Khoảng nửa nén hương sau, khi Lục Đồng vừa sắp xếp xong hết thuốc trà, A Thành trở lại. A Thành trở về với vẻ mặt do dự, tay cầm ống tre chứa nước ngọt, dáng vẻ ngồi không yên. Lục Đồng nhìn anh một cái, sao không vào? Chưa kịp để A Thành nói, phía sau đột nhiên có tiếng người, "Lục đại phu." Lục Đồng dừng động tác đặt thuốc trà, Ngân Tranh cũng đứng thẳng lên nhìn ra ngoài cửa. Đoạn Tiểu Yến cười hì hì bước vào từ ngoài cửa, thân thiết chào mọi người, "Ngân Tranh cô nương." Lục Đồng nhìn anh, phía sau Đoạn Tiểu Yến có một thanh niên đẹp trai mang kiếm cười đáp lại ánh mắt cô. Lục Đồng cảm thấy không vui. Người này quả thật phiền phức. Cô dừng lại một chút, bình thản nói, "Bùi đại nhân sao lại đến đây?" Bùi Vân Ảnh bước vào, mua thuốc. Mua thuốc. Đoạn Tiểu Yến quay người, "Gần đây trời nóng, anh em trong trại khi đi lại dễ bị cảm nắng, đại nhân muốn mua một ít thuốc trà giải nhiệt, về đun lên cho anh em uống." Nghĩ rằng đều là người quen, nên đặc biệt đến ủng hộ việc làm ăn của lục đại phu lục đồng gật đầu cảm ơn rồi nói với hai người đợi một lát cô ngồi xuống bàn lấy dây bút viết đơn thuốc bùi vân ảnh đứng trước tủ thuốc ánh mắt lướt qua nét chữ rồng bay phượng múa của cô nhướng mày một chút lục đồng không nhận ra viết xong đưa đơn thuốc cho a thành a thành đi lấy thuốc ngân tranh nhìn qua hai người cười nói hai vị ngồi đây đợi một lát nô tỷ đi pha chữ trà chưa kịp nói ra hai cốc nước ngọt đã được đặt trên bàn nhỏ bùi vân ảnh ngước lên lục đồng mỉm cười thu tay về vừa mới mua nước ngọt đại nhân và đoạn công tử có thể thử đây là ý không định pha trà cho họ một cốc nước ngọt uống hết cũng chỉ mất một lúc pha trà và uống trà lại tốn thời gian tuy lục đồng không nói rõ nhưng cũng coi như đã bày tỏ ý đuổi khách bùi vân ảnh nhìn lục đồng qua một lúc, anh lắc đầu, nhã nhặn cầm ống tre uống một ngụm. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt chàng thanh niên cứng lại. Bên cạnh, đoạn tiểu yến đã kêu lên, phì phì phì, cái này ngọt quá. Lục đại phu, cô mua cái gì thế? Gừng mật ong, lục đồng nói, ngọt lắm à, tôi thấy vừa đủ, y quán toàn là dược liệu đắng, nước gừng mật ong ngọt hơn dược liệu. Cô bình thản, giọng không có chút chế nhạo nào, không biết có phải cô cố tình đùa giỡn hay không bùi vân ảnh đặt ống tre xuống thở dài có lý lục đồng nhìn anh người này không lộ ra vẻ giận dữ thái độ luôn lịch sự và nhã nhặn không biết là do tính cách tốt hay là do tâm cơ tốt a thành vẫn đang lấy thuốc đoạn tiểu yến nắm tay lại để cạnh miệng khẽ ho hai tiếng nói lảng sang chuyện khác lục đại phu lần trước ở cửa nhà họ phạm gặp cô tôi muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng bận công việc cô dạo này thế nào không ai gây phiền phức cho cô chứ lục đồng ngồi xuống bàn không có cảm ơn đoạn công tử quan tâm đoạn tiểu yến lại ho hai tiếng nói đến lần trước ở cửa nhà họ phạm tôi bị mất túi tiền anh nói đến đây thử nhìn lục đồng lục đồng yên lặng nhìn anh đoạn tiểu yến lắp bắp cô cô có thấy túi tiền của tôi không trong tiệm yên lặng một lúc mây xám che kín trời lá cây trước cửa tiệm bị gió thổi xào sạc một lúc sau lục đồng bình thản nói đoạn công tử nghi ngờ tôi ăn cắp túi tiền của anh a thành đang ngồi trước tủ thuốc lấy dược liệu tiếng động loạt soạt ngân tranh đứng bên bàn cúi đầu chăm chú lau bàn đoạn tiểu yến ngẩn ra một lúc cười ngượng ngùng sao có thể tôi chỉ nói vậy thôi lục đồng gật đầu đoạn công tử tôi không thấy túi tiền của anh đoạn tiểu yến vội nói tôi cũng nghĩ vậy chắc là tôi rơi ở chỗ khác nói xong anh kéo nhẹ áo của bùi vân ảnh dưới bàn bùi vân ảnh ngồi một bên ánh mắt lướt qua trồng tiểu tiểu trên bàn thuốc đột nhiên đổi đề tài thuốc trà của lục đại phu bán rất chạy nghe nói nhà họ phạm cũng mời riêng cô đến may mắn được phu nhân nhà họ phạm nhìn chúng mà thôi sao lại là may mắn anh cười phu nhân nhà họ phạm yêu thích vóc dáng Lục Đại phu làm ra thuốc trà giúp giảm cân, như giúp phu nhân giải quyết vấn đề. Nếu không biết Lục Đại phu là người từ nơi khác đến, tôi còn tưởng cô đặc biệt làm thuốc này cho phu nhân nhà họ Phạm. Ngân Tranh cầm khăn lau bàn, nắm chặt lấy khăn. Lục Đồng nhìn anh, đại nhân nói quá, làm ra một loại thuốc trà không phải là chuyện đơn giản như người khác thấy. Hơn nữa, tôi chỉ là dân thường, không liên quan gì đến quan lại làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của phu nhân nhà họ Phạm. Anh gật đầu, cũng đúng. Anh lại nhìn về phía bàn của Ngân Tranh, Ngân Tranh cúi đầu, đang chăm chú sắp xếp những tờ giấy trắng lộn xộn trên bàn. Bùi Vân Ảnh nhìn một lúc, cầm ống tre uống một ngụm nước ngọt, sau đó nhăn mày, có vẻ như nước ngọt quá ngọt. Anh gọi Lục Đồng, Lục đại phu. Lục Đồng đáp một tiếng. Tôi nhớ những lần trước gặp cô cô gái bên cạnh cô nói năng lưu loát. Sao lần này gặp lại, cô ấy lại im lặng như vậy? Anh đặt ống che xuống, chậm rãi nói, không phải là sợ nói lỡ lời nên tránh xa tôi chứ? Lục đồng cau mày. Cô ngước lên, nhìn bùi vân ảnh. Ban ngày, cửa hàng không thắp đèn, trời đã tối sầm lại, anh ngồi trong bóng tối mùa hè, mặc áo gấm đỏ, đeo đao bên hông, nhìn rất phong nhã. Chỉ có ánh mắt là cười nhưng rất lạnh nhạt. Cô dừng lại một lúc, bình thản trả lời, đại nhân đùa, chúng tôi thân phận thấp kém, gặp quan lại như đại nhân, khó tránh khỏi bối rối, nói năng lúng túng, mong đại nhân bỏ qua. Cô một tiếng đại nhân nói rất mỉa mai, Đoạn Tiểu Yến cũng nhận ra sự khác thường, lập tức ngồi không yên, giả vờ hỏi A Thành, này, thuốc trà xong chưa? Xong rồi, xong rồi, A Thành vừa nói vừa đặt hai gói thuốc trà lớn lên bàn, lau mồ hôi thuốc trà hơi nhiều, làm mất thời gian của hai vị đại nhân. Không sao không sao, Đoạn Tiểu Yến cũng lau mồ hôi, đứng dậy lấy tay quạt gió, nói, sao trời nóng thế này? Anh đi đến bàn, trả tiền, cầm hai gói thuốc lớn, thúc dục Bùi Vân Ảnh, đại nhân, trời tối rồi, chúng ta nên về, đừng làm mất thời gian của Lục đại phu. Lục Đồng đứng dậy, đại nhân đi thong thả, không có ý giữ lại. Bùi vân ảnh yên lặng nhìn cô, một lúc sau, anh cười nhạt, đứng dậy, đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại cầm cốc nước gừng mật chưa uống hết, dơ lên trước mặt lục đồng, cảm ơn nước gừng mật của lục đại phu. Hẹn gặp lại, hai người rời khỏi y quán, ngân tranh đi đến cửa, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa mới thở phào nhẹ nhõm. A à, thành nhỏ giọng lầm bầm, bùi đại nhân tinh khí tốt thế này, sao lần nào nhìn cũng thấy giận người, anh tự nói, chắc là tại thanh đao của anh ta nặng sát khí. Ở phía bên kia, đoạn tiểu yến và bùi vân ảnh rời khỏi y quán để dẫn ngựa. Đoạn tiểu yến nhỏ giọng than phiền, anh, tôi đã nói rồi hôm nay đi vô ích, lục đại phu không thể nhặt được túi tiền của tôi. Thành ra thế này, sau này gặp lại cô ấy làm sao đây? Bùi vân ảnh dừng lại, ai nói là không thể. Đoạn tiểu yến ngạc nhiên, cô ấy nói dối không thể nhận ra nhưng lời cô ấy cậu chỉ nên tin ba phần cần thiết thì ba phần cũng không tin đoạn tiểu yến không nói anh tôi cảm thấy anh có thành kiến với lục đại phu tôi đã tìm hiểu lục đại phu ở phố tây danh tiếng rất tốt ai cũng nói cô ấy là người tốt bụng chỉ có anh đề phòng cô ấy như kẻ trộm một cô gái yếu đuối cần phải vậy sao cô gái yếu đuối bùi vân ảnh cười nhạt nhìn rõ hôm nay cô ấy mặc gì chưa mặc gì đoạn tiểu yến ngạc nhiên một cái váy khá đẹp lục đại phu xinh đẹp mặc gì cũng đẹp bùi vân ảnh nhìn anh đoạn tiểu yến không hiểu tôi nói sai sao lần đầu tôi gặp cô ấy ở bảo hương lâu cô ấy mặc áo vải thô lần thứ hai ở chùa vạn ân đã đổi sang váy lụa trắng hôm nay cô ấy mặc đã là lụa mây anh nhớ rõ thế Đoạn tiểu yến không để ý, rất bình thường mà, lục đại phu là người từ nơi khác đến, đến thành phố kinh học cách ăn mặc của phụ nữ thành phố kinh, ai cũng thích đẹp, thậm chí hoa cây cũng có nhiều váy. Bùi vân ảnh đưa ống tre từ y quán cho anh, quay lại tháo dây ngựa, vải thô mỗi tấm 300 văn, lụa mỗi tấm 500 văn, còn lụa mây, mỗi tấm ít nhất một quan tiền. Chưa đến nửa năm, chi tiêu cho trang phục của lục đại phu đã tăng nhiều đoạn tiểu yến cầm ống tre ngơ ngác cái này có thể đại diện cho điều gì bùi vân ảnh tháo dây ngựa lên ngựa điều này có nghĩa là nếu lục đồng vào đội cùng với cậu thì bây giờ cô ấy đã là xếp của cậu anh hét một tiếng cưỡi ngựa đi đoạn tiểu yến đứng ngây ra một lúc sau đó mới phản ứng tức giận nói anh mắng tôi y quán nhân tâm đến tối đỗ trường khanh mới dẫn chủ tớ hạ vinh vinh về hôm nay một chuyến đi thu hoạch không ít đỗ trường khanh mang về đặc sản chất đầy nửa sân dường như mệt mỏi vô cùng đỗ trường khanh không nói nhiều với lục đồng chào a thành rồi về nhà ngân tranh đóng cửa y quán lục đồng thắp đèn hạ vinh vinh nhờ hương thảo đưa cho ngân tranh một gói giấy nhỏ ngân tranh thắc mắc đây là hương thảo cười là bánh phương cao mọc trắng mà tiểu thư và biểu thiếu gia mua ngoài phố hôm nay nghĩ rằng lục đại phu thích ăn ngọt, nên mang một ít cho cô ấy. Ngân tranh cảm ơn, mang gói giấy về phòng của lục đồng, lúc đó lục đồng vừa mang hộp thuốc vào. Bánh phương cao do tiểu thư hạ tặng, ngân tranh nói. Lục đồng, để lên bàn đi. Ngân tranh đặt bánh lên bàn, quay lại đóng cửa sổ, cắt ngắn bắc đèn, căn phòng sáng lên. Lục đồng cất hộp thuốc, rồi cúi xuống, lấy một chiếc hộp nhỏ từ dưới giường, sau đó mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc túi màu vàng nhạt túi này được làm bằng lụa trên đó thêu hai con vịt bơi cỏ nước xung quanh sống động rất tinh xào trên mép túi còn có một hàng chữ nhỏ là tên người đoạn tiểu yến đây là túi của đoạn tiểu yến ngân tranh cầm đèn dầu bước lại đặt đèn lên bàn nhìn túi tiền nhẹ giọng hỏi lục đồng cô hôm nay đoạn công tử đến y quán sao cô không trả lại túi cho anh ấy Hôm đó trước cửa nhà họ Phạm, Đoạn Tiểu Yến đi vội, Lục Đồng và Ngân Tranh định rời đi thì thấy túi tiền rơi trên đất. Miệng túi còn lòng, trên đó thêu tên Đoạn Tiểu Yến, chắc là khi trả tiền nước trà không cất kỹ, đi lại làm rơi. Lục Đồng nhặt túi mang về cất giữ, hôm nay Đoạn Tiểu Yến đến, Ngân Tranh tưởng Lục Đồng sẽ trả lại túi, không ngờ Lục Đồng không nói gì. Trong đêm yên tĩnh, ngón tay Lục Đồng vuốt ve chữ thêu nổi trên túi đột nhiên nói, đoạn tiểu yến tại sao lại ở cửa nhà họ phạm. Ngân tranh ngạc nhiên, không phải là làm việc qua đó sao? Nếu làm việc qua đó, tại sao mặc thương phục? Trước quán trà chỉ có ba bốn người, sau khi gặp tôi và cô, đoạn tiểu yến rời đi, những người đó cũng rời đi theo, chứng tỏ họ cùng nhau. Đoạn tiểu yến khi đó hỏi tôi tại sao ở đó, tôi chỉ nói đến châm cứu, nhưng Bùi Vân Ảnh hôm nay lại nói tôi châm cứu cho triệu phu nhân chứng tỏ họ biết rõ mọi động tính của tôi. Còn cô hôm đó gọi tên đoạn tiểu yến, anh ta mãi không đáp, cuối cùng mới quay lại, như không muốn để chúng ta phát hiện. Tại sao? Ngân tranh nghe mà run sợ, ý cô là. Anh ta đang theo dõi tôi. Lục đồng bình thản nói, chúng ta bị theo dõi. Ngoài cửa, cành mận xuyên qua rèm vải hiện trên khung cửa sổ, như một bức tranh được đóng khung. Ngân tranh môi tái nhợt nhưng họ theo dõi cô để làm gì lục đồng cúi đầu ngay từ lần đầu gặp ở bảo hương lâu bùi vân ảnh đã nghi ngờ tôi suốt một thời gian thử thách chỉ vì cái chết của khương thừa hưng vụ án đã kết thúc không có bằng chứng anh ta chỉ có thể bắt đầu từ tôi ngân tranh nghe xong càng lo lắng họ là quan lại chúng ta không thể đấu lại cô tính sao lục đồng cầm lấy túi tiền trên bàn chăm chú nhìn hai con vịt bơi mỉm cười. Không sao, cứ để anh ta theo dõi. Cô mở hộp, bỏ túi vào, rồi cúi xuống cất hộp dưới giường. Mọi thứ đều không dấu vết. Đối với chúng ta, điều này có thể là một điều tốt. Cô nói, mươi 67, không cam lòng. 15 ngày sau tiểu thử, thịnh kinh chào đón đại thử. Đây là thời điểm nóng nhất trong năm ở Triều Lương, mưa rông làm cho không khí dưới đất trở nên ẩm ướt, Thời tiết oi bức đến nỗi trải chiếu trúc lên cũng thấy dính dấp khó chịu. Khi khí nọc ẩm lên, ban ngày số người đến y quán cũng ít hơn nhiều. Đỗ trường Khanh mang hồng táo đặt trong mâm, để trên bàn trước tủ thuốc, gọi A Thành đến ăn. Ngân tranh chất đống các ống tre đã uống xong nước. Khi đổ nước vào bên trong, cô thêm hoa nhài do Hạ Vinh Vinh mua, làm cho cả quán đầy hương thơm. Hồ viên ngoại đến y quán từ sáng sớm gọi A Thành pha trà. Thời gian này không có hoa dương bay lượn, hồ viên ngoại không bị ngạt mũi. Thêm vào đó, tiên tiên bán chảy, đỗ trường khanh tự mình kiếm sống được, hồ viên ngoại cũng không cố ý đến ủng hộ, lục đồng cũng đã hơn nửa tháng không gặp ông. Hôm nay hiếm khi thấy ông đến y quán. Đỗ Trường khanh lấy một nắm hồng táo từ mâm trà đưa cho hồ viên ngoại, tựa vào bàn hỏi, chú, cơn gió nào đưa chú đến đây? hồ viên ngoại xua tay không ăn răng của ta đau cả tháng nay rồi nhờ lục đại phu khám giúp lục đồng rửa sạch tay bảo hồ viên ngoại há miệng ra để kiểm tra kỹ rồi nói răng sâu vậy làm sao đây hồ viên ngoại hỏi tiếp ta đã mấy ngày không ăn uống được đêm không ngủ được thật là khổ sở lục đại phu có cách gì không tôi sẽ bảo a thành lấy cát cánh và dễ y dĩ chú dùng nước sắc uống Lục Đồng ngồi trước bàn cầm bút viết đơn thuốc tế tân khổ sâm ác thực sắc uống xúc miệng nếu có mẩn, sau khi ăn nhai sống một hai quả cũng được. Cô ngẩng đầu đưa đơn thuốc cho A Thành dùng vài ngày lấy trái mầm sôi bôi lên để trừ sâu không khó chữa. Nghe vậy Hồ Viên Ngoại mới yên tâm trong khi chờ A Thành lấy thuốc ông khen ngợi Lục Đồng ta đã nói rồi cả phố Tây không tìm được ai như Lục Đại Phu vừa giỏi vừa có tay nghề tuổi trẻ mà y thuật cao hơn cả đàn ông trường khanh con đừng suốt ngày lo ăn chơi tuổi trẻ phải biết tiến lên đỗ trường khanh lật mắt chú con ngày nào cũng coi sóc y quán còn muốn tiến lên thế nào treo đầu tự tử hồ viên ngoại tức giận mắng treo đầu tự tử thì sao khi cha con còn sống thường nói với ta con là đứa thông minh tiếc là không thích học con mà chịu học đi thi lấy công danh thì tốt biết bao. Thôi đi, công danh đâu phải muốn thi là đỗ. Chú không thấy ngô tú tại ở hàng cá tươi, thì bao nhiêu năm mà không đổ. đỗ. Đỗ trường khanh nhét hồng táo vào miệng, con người, mỗi người có số phận riêng, khi nào làm quan, làm quan to hay nhỏ, số mệnh đã định sẵn. Con số mệnh đã định là thế này rồi, đỗ trường khanh nhai hồng táo, con phải biết đủ. Lời này làm hồ viên ngoại dựng cả dâu thật không biết xấu hổ, còn lấy làm vinh dự. Lục đồng cất giấy bút, hỏi, ngô tú tài, có phải người ở hàng cá tươi ở miếu không? Hồ viên ngoại ngạc nhiên, đúng vậy, lục đại phu cũng biết. Trước đây anh ấy mời tôi đến nhà chữa bệnh cho mẹ. Hồ viên ngoại thở dài, thì ra là vậy, anh ấy luôn hiếu thảo, muốn thi đỗ để mẹ vui, tiếc là. Ôi! Lục đồng đứng dậy đi vào trong, lấy ấm trà từ tay a thành trong ấm trà nấu nước bạc hà giải nhiệt cô rót một chén đưa cho hồ viên ngoại hỏi mô tú tài thi bao nhiêu năm không đỗ bài thi rất tệ sao nếu tệ sao lại cố chấp như vậy nghe vậy hồ viên ngoại lập tức nhảy dựng lên ai nói bài thi của mô tú tài là một trong những bài hay nhất mọi người trong phòng đều nhìn ông hồ viên ngoại nhận chén trà từ tay lục đồng uống một ngụm giận dữ nói, Ngô Tú Tài là người ta chứng kiến lớn lên, 13-14 tuổi đã viết bài thi rất hay. Anh ấy thông minh, chi nhớ tốt, không chỉ ta, các bạn khác cũng phục. Mọi người đều nói anh ấy như vậy, sao lại không đỗ trạng nguyên về làm vẻ vang cho gia đình, ai ngờ. Ôi! Ông lẩm bẩm, sao lại không thi đỗ được? Đỗ Trường Khanh đứng bên xem kịch, không ngại phiền phức, cho nên tôi nói, mỗi người có số phận riêng. Ngô Tú Tài số phận là người bình thường, năm nào cũng thi không đỗ, cố gắng làm gì. Còn biết gì, hồ viên ngoại tiếc cho Mô Tú Tài, nghe vậy giận dữ, anh ấy là người thông thạo sách vở, bài thi xuất sắc, không đỗ mới là lạ. Có thể mấy năm nay vận may chưa đến, năm nay có thể sẽ đỗ, để anh ấy đến miếu thắp hai cây hương cho sao văn khúc. Đỗ trường khanh cười nhạo, thắp hương cho sao văn khúc thà đưa cho quan chấm thi hai tấm bạc còn hơn. Nghe vậy, xung quanh yên lặng. Lục đồng nhìn đỗ trường khanh, hồ viên ngoại ngây người một lúc mới tỉnh lại, tay run run chỉ vào đỗ trường khanh, con nói gì? Đó không phải lời của con, con nghe người khác nói. Đỗ trường khanh ghé sát, hạ giọng trước đây con có một người bạn, anh họ của anh ta không biết chữ, còn kém con, sau này lại thi đỗ. Sau này anh ta uống say nói lỡ miệng, nói là đã mua chuộc quan chấm thi đỗ trường khanh nói mô tú tài nghèo đến nỗi không chữa nổi bệnh không có tiền hối lộ quan lại đương nhiên bị người ta chiếm chỗ không hiểu rõ còn nói gì thông thạo sách vở là mọt sách thôi đừng nói bậy hồ viên ngoại lập tức ngắt lời anh lời này bị người khác nghe được con và ta đều gặp rắc rối trường khanh con nói phải cẩn thận nếu gây hỏa ta cũng không cứu được con dù nói vậy mặt hồ viên ngoại vẫn khó coi dù sao đỗ lão gia trước khi qua đời đỗ trường khanh quả thật có nhiều bạn bè ăn chơi tin tức này không chừng là thật đỗ trường khanh nhún vai cúi đầu nhai hồng táo chu con biết lời này không thể nói ra nhưng con nghĩ năm nay ngô tú tài đỗ không dễ năm nào cũng có người mới lần nào anh ta cũng xếp sau việc không có hy vọng làm cũng vô ích thà từ bỏ sớm con lục đồng hỏi nếu có gian lận trong thi cử sao không báo cáo gian lận là trọng tội hồ viên ngoại muốn nói lại thôi đỗ trưởng khanh không ngại ngùng cười nói không có bằng chứng báo cáo sao có khi viết đơn ban ngày người viết đơn bị bắt ban đêm người bị thay thế đều là học sinh bình thường ai dám đối đầu với quan lại không đỗ chỉ là mất cơ hội đối đầu với quan lại là mất mạng anh tặc lưỡi vài tiếng lắc đầu, ai bảo chúng ta không quyền không thế? Thời này, ai là chủ, người đó quyết định. Mặt Hồ Viên ngoại tối sầm lại, như bị lời của Đỗ Trường Khanh chọc giận, nhưng lại không thể làm gì, kìm nén một lúc mới thốt ra, người thấy trước mắt trời thấy lâu dài. Tương lai thế nào chưa biết, ta tin Mô Tú Tài sẽ đỗ hiền đạt. Đỗ Trường Khanh vươn vai, "Chú nói vậy ai tin?" Anh nghĩ một lúc nhưng con nghe nói mấy năm nay bệ hạ nghe về gian lận trong thi cử năm nay có thể sẽ điều tra kỹ ngô tú tài có thể có cơ hội lời này mang tính an ủi mặt hồ viên ngoại không khá hơn im lặng một lúc ông đổi chủ đề đừng nói chuyện này trường khanh gần đây y linh đường không gây khó dễ cho con chứ đỗ trường khanh không có đã lâu rồi họ đang bê tắc số người đến y linh đường ít đi một nửa anh ta lo lắng còn không kịp đâu có thời gian nghĩ đến con. Từ khi tiên tiên bắt đầu bán y linh đường mất khách nhiều. Bạch thủ nghĩa trước đây đổ lỗi mọi chuyện cho chu tế đuổi chu tế đi, không còn lão đại phu số người đến y linh đường khám bệnh ngày càng ít. A thành đưa thuốc đã gói cho hồ viên ngoại ông nhận thuốc gật đầu vậy thì tốt nếu anh ta dám gây khó dễ ta sẽ làm chủ cho con. Đỗ trường khanh cười đồng ý tiễn hồ viên ngoại lên xe ngựa đợi ông đi khuất mới quay lại quán. Lục Đồng đang đọc sách y mới mua. Đỗ Trường Khanh thì thầm, ai cần ông làm chủ, nếu ông dám gây khó dễ cho con. Ngân Tranh tò mò, sao? Đỗ Trường Khanh nịnh nọt đưa hồng táo cho Lục Đồng, con sẽ nhờ Lục Đại Phu làm chủ. Ngân Tranh, Đỗ Trường Khanh cầm chén trà đi về phía ghế tre, lầm bẩm không biết lão rùa đó đang làm gì. Bạch Thủ Nghĩa ngồi trong phòng bực bội. Mấy tháng gần đây, ông gầy đi nhiều, gương mặt trắng mập như Phật Di Lặc cũng xẹp xuống, không còn vẻ hòa nhã, trông có phần khắc nghiệt. Văn Hữu đứng bên cạnh, cẩn thận đưa trà cho ông. Từ sau chuyện Xuân Thủy Sinh, danh tiếng và thu nhập của Y Linh Đường đều giảm, Bạch Thủ Nghĩa không cam tâm chịu thiệt, tìm đến quan phân biệt dược liệu của phòng dược là lâu tứ, muốn lấy danh nghĩa phòng dược Thu hồi Xuân Thủy Sinh về dược cục, không có Xuân Thủy Sinh, y quán nhân tâm không có nguồn thu. Không ngờ lục đồng, đại phu ngồi quán của y quán nhân tâm, lại thực sự có bản lĩnh, sau khi Xuân Thủy Sinh bị thu hồi, lại làm ra tiên tiên. Tiền tiền nổi tiếng hơn Xuân Thủy Sinh, tiền bạc ùn ùn đổ vào y quán nhân tâm, bạch thủ nghĩa không ngủ yên được. Ông muốn gây rắc rối cho lục đồng, nhưng lâu tứ lại cho ông tin động trời. Lục Đồng lại có quan hệ với nhà Thái Phủ Tự Khanh Đồng. Đó là Thái Phủ Tự Khanh. Bạch Thủ Nghĩa mặt mày tối sầm. Lời của Lâu Tứ lại vang lên trong đầu ông. Lần trước tôi vừa lấy được hợp đồng dược của y quán nhân tâm, người nhà đồng đã đến ủng hộ y quán nhân tâm. Ép tôi phải trả lại hợp đồng cho Đỗ Trường Khanh, còn hù dọa tôi. Sau này tôi mới biết, lục đại phu của y quán nhân tâm từng chữa bệnh cho thiếu gia nhà đồng, từ đó bám vào nhà đồng đồng phu nhân đặc biệt coi trọng cô ấy lục đồng có quan hệ với thái phủ tự khanh đó không phải người ông có thể đụng vào đỗ trường khanh gặp may rõ ràng đã gần chết ai ngờ có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống cứu y quán đó sống lại thật khiến người ta ghen tị bạch thủ nghĩa suy nghĩ hồi lâu định tìm cách khác thu nhận nữ đại phu có tài nhưng lục lại không biết điều văn hữu mấy lần đến gặp lục đồng đều bị đuổi về nhìn quán nhân tâm ngày càng phát triển ngay cả quan lại cũng đến mua thuốc bạch thù nghĩa càng nghĩ càng tức không kìm được mắng lúc lừa tiền nói cái gì tiền đến công việc làm lừa đến thịt heo cháy xảy ra chuyện kéo dài không chịu trả tiền tên lâu tứ này đúng là con chó ăn thịt không nhả xương văn hữu đứng bên cạnh không dám thở mạnh bây giờ y linh đường không có thu nhập bạch thù nghĩa phiền muộn bọn họ không dám chọc giật ông đang nghĩ rèm cửa bị vén lên, phu nhân đồng thị bước vào. Bà đi đến, nói, lão gia có nghe chưa? Biểu muội của Đỗ Trường Khanh đến thịnh kinh, đang ở y quán nhân tâm. Biểu muội bạch thủ nghĩa ngạc nhiên. Đồng thị ngồi xuống, lấy chén trà trên bàn thổi thổi, đưa cho bạch thủ nghĩa. Là bà con nghèo đến ăn bám, chỉ có Đỗ Trường Khanh mới coi cô ta như em gái. Nói thật, lão gia ngày ngày vì chuyện Đỗ gia ăn không ngon ngủ không yên, Lục Đồng lại không biết điều, không bằng tìm biểu muội của Đỗ Trường Khanh. Tìm cô ta làm gì? Đồng thị cười, có thể làm nhiều việc. Biểu muội Đỗ gia ý quán nhân tâm không chịu đi, tôi thấy không chỉ vì chút ân huệ nhỏ, Lục Đồng và Đỗ Trường Khanh không rõ ràng. Đỗ thiếu gia vốn phong lưu, khó tránh hậu viện có biến. Nếu biểu muội Đỗ gia đuổi được Lục Đồng, nếu không có Lục Đồng, ý quán nhân tâm chẳng phải không còn gì đáng sợ sao? Bạch Thủ Nghĩa không nói gì. Một lúc sau, ông nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Bà nói có lý, nên tìm cô ta nói chuyện." Chương 68: Khách không mời mà đến. Đêm đã khuya, chủ tớ Hạ Vinh Vinh đã ngủ, phòng của Lục Đồng vẫn sáng đèn. Sân nhỏ yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng từ xa trong rừng che vọng lại. Ngân Tranh ngồi bên giường, nửa người nghiêng đi, trên giường đầy sách lục đồng ngồi trước bàn, dưới ánh đèn tỉ mỉ lật từng trang sách. Những đêm gần đây, lục đồng không bào chế thuốc nữa, khi trời tối, cô ngồi trước bàn đọc sách, ngày đêm không nghỉ. Ngân tranh ngáp một cái, vừa xoa mắt vừa nói, các vụ án của Phạm Chính Liêm ở huyện Nguyên An, vừa nhiều vừa dài, từng vụ từng vụ đều kinh tâm động phách, thật sự còn ly kỳ hơn chuyện kể. Lục đồng lật một trang sách, thật sự còn ly kỳ hơn chuyện kể cuốn sách trên bàn là các vụ án nổi tiếng do Phạm Chính Liêm xử lý khi ông làm tri huyệt ở Nguyên An. Dù Cao Gia có mối quan hệ rộng rãi, nhưng cũng không thể lấy được hồ sơ của quan phủ. May thay, Phạm Chính Liêm nổi tiếng ở Nguyên An, được dân chúng kính trọng, những người kể chuyện ở trà quán đã ghi chép lại các vụ án nổi tiếng của ông thành chuyện kể, hàng ngày lan truyền khắp nơi. Lục Đồng đã bảo Ngân Tranh mua về toàn bộ những chuyện kể này các vụ án vu oan phụ nữ quá chồng tội thông dâm, giết anh chị em, tranh đoạt gia sản, kẻ chèo thuyền dìm chết khách để chiếm tài sản. Tất cả cộng lại cũng có thể viết thành một cuốn truyện kỳ án. Lục Đồng gấp cuốn sách lại, Phạm Chính Liêm làm chi huyện, thật sự rất bận rộn. Ngân tranh ngồi thẳng người dậy, nhiều vụ án như vậy, Phạm Đại Nhân đều điều tra ra, xem ra ông ấy thật sự là một vị quan tốt. Quan tốt, Lục Đồng cười nhẹ, Vậy cô thử xem kỹ, có thấy trong các vụ án này có vụ nào khổ chủ là người nghèo không? Trong mỗi vụ án, thân phận của các nhân vật liên quan có ai là quý tộc không? Ngân Tranh ngơ ngác, vội cúi đầu xem lại, sau đó nhìn Lục Đồng, thật sự không có. Ý của cô là, Phạm Đại Nhân là kẻ thích hư danh, cố tình tìm những vụ án của người nghèo để làm cho nổi danh, còn những người giàu có thực sự thì vẫn bình an vô sự. Nhưng Ông ta đã có thể điều tra ra nhiều vụ án như vậy, chắc chắn cũng có chút tài năng chứ." Lục Đồng cười khẽ, "Chưa chắc, cô đừng quên, bên cạnh ông ta còn có một người tên là Kỳ Xuyên." Kỳ Xuyên chính là người mà Lục Đồng gặp ở Phạm Gia, được gọi là Kỳ đại nhân, được biết là trợ thủ đáng tin cậy nhất của Phạm Chính Liêm. Theo lời của Nha Hoàn Thúy Nhi của Phạm phu nhân Triệu thị, Phạm Chính Liêm đặc biệt đưa Kỳ Xuyên từ huyện Nguyên An về Thịnh Kinh có thể thấy được sự thân thiết. Khi Lục Đồng nhờ Cao gia điều tra thông tin, cũng đã tìm hiểu về Kỳ Xuyên. Không tìm thì thôi, nhưng một khi đã tìm hiểu, Lục Đồng nhận ra có điều không bình thường. Kỳ Xuyên là con trai của vú nuôi của Phạm Chính Liêm. Hai người họ cùng lớn lên với nhau, khi Phạm Chính Liêm lớn lên, Kỳ Xuyên cũng sống trong phủ Phạm gia. Khi đến tuổi đi học, Kỳ Xuyên nhà nghèo Phạm gia đã hào phóng chi tiền giúp Kỳ Xuyên đi học. Kỳ Xuyên và Phạm Chính Liêm học cùng một trường. Khi Phạm Chính Liêm đi học, kiến thức của ông ta chỉ ở mức trung bình, tài năng hạn chế, còn Kỳ Xuyên lại trái ngược, thông minh hơn người, có tài văn chương. Hai người họ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên hơn người ngoài, đến khi đến kỳ thi khoa cử, Kỳ Xuyên lại bị bệnh, không thể tham gia kỳ thi mùa thu năm đó. Lục Đồng nhìn sâu vào mắt Ánh mắt lóe lên. Thật là trùng hợp. Phạm Chính liêm thi đỗ trước, sau vài năm Kỳ Xuyên mới thi đỗ. Một trước một sau, trong cùng một gia đình, con trai của chủ và người hầu đều thi đỗ, trong chiều lương cũng là một điều đáng kinh ngạc. Ngân tranh quấn chăn quanh người, hỏi cô đoán rằng Kỳ Xuyên cố tình giả bệnh không tham gia kỳ thi, thực ra là để giúp Phạm đại nhân thi đỗ, sau đó mới tham gia kỳ thi sau. Điều này cũng có thể nhưng Kỳ Xuyên làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Phải biết rằng thứ hạng của anh ta sau này không bằng thứ hạng của Phạm Đại Nhân. Lục Đồng cười, con của người hầu nếu không có sự giúp đỡ của Phạm gia, Kỳ Xuyên không thể vào được trường học, làm sao có thể thi đỗ? Về tình, Phạm gia có ân, giúp Phạm Chính Liêm thi đỗ cũng là điều dễ hiểu. Còn về việc thứ hạng của Kỳ Xuyên không bằng Phạm Chính Liêm, để thi thay đổi theo từng kỳ. Kỳ Xuyên cũng không thể chắc chắn bài thi của mình lúc nào cũng tốt. Hơn nữa, nếu thứ hạng không bằng Phạm Chính Liêm, Phạm Gia có lẽ còn nhớ đến công lao của anh ta. Nếu anh ta thực sự đạt giải trạng nguyên, nổi danh ngay lập tức, chưa kể đến việc Phạm Gia sẽ nhìn nhận thế nào, chỉ cần dựa vào gia cảnh của Kỳ Gia, không có ai hậu thuẫn, cũng chưa chắc có thể có được sự nghiệp thông suốt. Chuyện trạng nguyên nghèo túng, trước đây không phải chưa từng xảy ra. Ngân tranh như hiểu ra, gật đầu, thì ra là vậy, nhưng những chuyện trong kỳ thi khoa cử, làm sao cô biết được? Khi cha tôi còn sống, hàng năm đều có học sinh đi thi ở Kinh Thành. Lục đồng cúi đầu, tôi đã sống ở huyện Thường Vũ đến năm 9 tuổi, trong thời gian đó, số học sinh thi đỗ trong kỳ thi mùa thu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, cô mới biết, việc Phạm Chính Liêm thi đỗ với kiến thức trung bình là điều bất thường như thế nào. Ngân Tranh nghĩ một lúc, nếu Kỳ Xuyên giúp Phạm Đại Nhân thi đỗ, sau đó cũng thi đỗ, rồi sau đó lại tình cờ được điều đến huyện Nguyên An làm huyện úy, có phải chức vụ huyện úy cũng do Phạm gia sắp xếp không? Huyện úy thấp hơn chi huyện một bậc, nhưng có thể giúp chi huyện rất nhiều. Rất có thể, Lục Đồng nói, điều này cũng giải thích tại sao một người có tài năng bình thường như Phạm Chính Liêm lại trở thành một vị quan thanh liêm, chính trực Xử lý Công Minh khi làm chi huyện ở huyện Nguyên An. Phạm Chính Liêm thi đỗ trước, Kỳ Xuyên thi đỗ sau, Phạm Chính Liêm làm chi huyện ở huyện Nguyên An, sau đó bằng cách nào đó, ảnh hưởng đến quyết định điều chuyển của Kỳ Xuyên, đưa anh ta đến huyện Nguyên An làm huyện úy, trở thành trợ thủ của mình. Do đó, Kỳ Xuyên có thể như trước đây, giúp Phạm Chính Liêm xử lý mọi việc, hoặc nói đúng hơn là các công việc của chính quyền những vụ án nổi tiếng ở huyện nguyên an có lẽ đều là do kỳ xuyên xử lý ngân tranh gật đầu hiểu ra không ngạc nhiên khi phạm đại nhân trở về kinh thành phải cố gắng đưa kỳ xuyên trở lại cùng không có kỳ xuyên thì không được phạm đại nhân sau khi trở về kinh thành đã xử lý không ít vụ án danh tiếng ngày càng vang xa sự nghiệp thăng tiến nhưng giọng ngân tranh ngừng lại tại sao kỳ xuyên đến bây giờ vẫn chỉ là một viên chức nhỏ chỉ trong vài năm Phạm Chính Liêm đã từ chi huyện ở huyện Nguyên An lên đến chức vụ quan trọng ở kinh thành. Còn Kỳ Xuyên khi làm huyện úy ở huyện Nguyên An chỉ thấp hơn chi huyện một bậc, bây giờ vẫn chỉ là một viên chức nhỏ. Viên chức nhỏ có chức mà không có quyền, chỉ là hư danh, không có cơ hội thăng tiến, cả đời cũng chỉ dừng lại ở đó. Con đường sự nghiệp của Kỳ Xuyên khó khăn hơn nhiều so với Phạm Chính Liêm. Lục Đồng nhìn xuống bìa cuốn sách trên bàn, giọng bình thản anh ta đương nhiên chỉ có thể là một viên chức nhỏ, anh ta là công cụ tốt nhất trong tay Phạm Chính Liêm. Phạm Chính Liêm không những không cho Kỳ Xuyên cơ hội thăng tiến, mà còn sẽ không ngừng áp đặt và kiểm soát anh ta, làm cho anh ta suốt đời chỉ là một viên chức nhỏ, chỉ có như vậy, Kỳ Xuyên mới có thể trở thành bệ đỡ của Phạm Chính Liêm. Ngân Tranh hít một hơi lạnh, điều này thật là tàn nhẫn, bao nhiêu công lao đều bị cướp mất, còn bị đàn áp như vậy, làm việc cho người khác Tại sao Kỳ Xuyên không phản kháng? Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, con của người hầu, từ nhỏ đã thấp kém, bị người khác ức hiếp là chuyện bình thường. Người có quyền cao chức trọng dễ dàng hủy hoại những nỗ lực hàng chục năm của người dân bình thường, Kỳ Xuyên là như vậy, Ngô Tú Tài là như vậy, Lục Gia Đồng cũng là như vậy. Ngân Tranh thở dài, thật là đáng thương, cô hỏi Lục Đồng, nếu Kỳ Xuyên là trợ thủ đắc lực của Phạm Chính Liêm, Cô muốn mua chuộc anh ta để tiết lộ sự thật về vụ án của lục nhị thiếu gia, từ đó khôi phục danh dự cho gia đình. Không, Ngân Tranh ngạc nhiên. Lục Đồng cất cuốn sách trên bàn vào ngăn kéo, khôi phục danh dự chỉ là giao vụ án cho một quan tòa khác. Nhưng tôi không còn tin tưởng vào tất cả các quan tòa ở Kinh Thành, họ cũng chưa chắc sẽ giúp tôi đòi lại công lý. Tôi có kế hoạch khác. Khi nói điều này, khuôn mặt của Lục Đồng trở nên lạnh lùng ánh đèn phản chiếu trong mắt cô như một ngọn lửa âm u dưới đáy biển băng giá. Ngân tranh ngơ ngác, chưa kịp mở miệng, lục đồng đã chuyển sang chủ đề khác, đúng rồi, sáng mai đừng quên bảo A Thành đưa thuốc đến nhà ngô hữu tài. Ngân tranh đáp, được. Lục đồng thở dài nhẹ nhàng, mẹ anh ta, có lẽ chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Ngân tranh nghe vậy, cũng cảm thấy thương xót. Người thư sinh nghèo khổ ấy có lòng hiếu thảo nhưng liên tục thi rớt, thật sự khiến người ta cảm thương. Lục Đồng thường bảo A Thành đưa thuốc cho mẹ của anh ta, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, A Thành rất vui lòng, Đỗ Trường Khanh cũng không phản đối. Nhưng Ngân Tranh nhìn trộm Lục Đồng, trong lòng có chút nghi ngờ, không biết có phải là do mình nghĩ sai không, cô cảm thấy Lục Đồng đối xử với Ngô Hữu tài đặc biệt ôn hòa rõ ràng hàng ngày gặp nhiều bệnh nhân nghèo khổ ngô hữu tài cũng không có gì đặc biệt nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ta lục đồng đều có vẻ rất kiên nhẫn và hiền hòa điều mà cô không dành cho người khác như thể đang đối diện với người thân của mình lục đồng cúi đầu không biết tại sao cô luôn nhìn thấy hình bóng của lục khiêm trên người ngô hữu tài rõ ràng ngô hữu tài trầm tĩnh kín đáo hiền lành lục khiêm vui vẻ sáng sủa yêu ghét rõ ràng, tính cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến người thư sinh nghèo ấy, cô lại nhớ đến hình ảnh Lục Khiêm khi trở về nhà từ trường học với chiếc hộp sách trên lưng. Anh sẽ dừng lại trước cửa, sau đó trong ánh mắt mong đợi của cô, bất ngờ lấy ra món quà giấu sau lưng, cười lớn nói, nhìn này, anh bắt được con dế tặng em. Sau đó trong tiếng la hét giận dữ của cô, anh sẽ cười lớn và chạy đi. Nhưng Lục Khiêm đã chết rồi chết trong nhà tù của Phạm Chính Liêm. Hàng mi của Lục Đồng khẽ run. Tất cả những kẻ hại chết họ đều đáng xuống địa ngục. Đêm qua mưa không rơi, sáng nay trời nắng. Mùa thu sắp đến, trời nóng càng gay gắt hơn. Khi Lục Đồng đến nhà Phạm Chính Liêm để chữa trị cho Triệu Phi Yến, cô đã chuyển sang đến vào buổi sáng buổi chiều trời nóng nực khó chịu. Đây là lần cuối cùng Lục Đồng đến chữa trị cho Triệu thị. Triệu thị đã gầy đến mức cô hài lòng với hình dáng hiện tại, nếu gầy thêm nữa, mặt sẽ không còn đầy đặn. Nghe nói mấy ngày trước, trong buổi tiệc ngắm mùa hè, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô vốn đã rực rỡ đầy đặn, bây giờ gầy đi, lại có một vẻ đẹp khác, trong tiệc nhận được vô số lời khen ngợi, tâm trạng tất nhiên rất tốt. Khi sự phù phiếm được thỏa mãn, tình cảm vợ chồng với Phạm Chính liêm lại trở nên tốt hơn triệu thị nhìn lục đồng cũng thấy thuận mắt hơn nhiều trước khi đi cô đã bảo người hầu trả hết số tiền chữa trị mà trước đây đã cắt xén thúy nhi người hầu của triệu thị tiễn lục đồng và ngân tranh ra cửa rồi đưa chiếc giỏ trên tay cho ngân tranh ngân tranh cô nương cầm lấy ngân tranh cười nhận lấy thúy nhi thấy vậy trong mắt hiện lên một chút khinh nhịp trong giỏ có đủ thứ nông sản như trứng thịt ướp khoai lang trứng được xếp ngay ngắn bọc trong giấy để tránh va chạm trên đường cô ta ngạc nhiên nhìn chiếc giỏ nhớ lại những lời nói của bọn họ khi tiễn ra ngoài vẻ mặt đầy thương hại thúy nhi nhận ra sự khinh miệt trong mắt mình cười thầm những thứ này vốn không có giá trị người hầu không thèm để ý để chúng ở ngoài bếp lục đồng nhìn thấy những thứ này dường như rất cảm kích và vui mừng lúc rời đi lục đồng nhìn thấy những thứ này ánh mắt lộ vẻ cảm kích và vui mừng. Những thứ này vốn là thứ mà chủ nhà không muốn giữ lại, bây giờ đưa cho lục đồng làm quà tặng, cô ta thấy thật hài hước. Thúy Nhi vừa nghĩ vừa tiễn họ ra cửa, rồi nói vài lời khách sáo trước khi rời đi. Lục đồng và Ngân Tranh ra khỏi cửa nhà Phạm Chính Liêm, đi được khoảng 10 bước, họ gặp một người. Người này mặc áo dài đã cũ, dáng người cao lớn, chính là trợ thủ đắc lực của Phạm Chính Liêm Kỳ Xuyên. Lục Đồng và Ngân Tranh dừng bước. Kỳ Xuyên, mặc dù là một viên chức của tòa án hình sự, nhưng công việc của anh ta giống như một quản gia của nhà Phạm Chính Liêm. Thỉnh thoảng, khi nhà Phạm cần đón người, gửi đồ, thậm chí Triệu Phi Yến muốn uống một loại nước nào đó, đều giao cho Kỳ Xuyên lo liệu. Vì vậy, khi Lục Đồng đến nhà Phạm Chính Liêm chữa trị, thường gặp Kỳ Xuyên. Một hai lần gặp nhau, Kỳ Xuyên cũng biết Lục Đồng là đại phu chữa trị cho Triệu thị. Thỉnh thoảng trên đường gặp nhau cũng chào hỏi. Hôm nay cũng vậy, Lục Đồng cúi đầu chào Kỳ Xuyên, Kỳ Xuyên lịch sự đáp lại, rồi định bước vào cửa nhà Phạm. Ngân Tranh cười, đưa chiếc giỏ cho anh ta, ánh nắng chiếu vào giỏ khiến nó lấp lánh. Kỳ Xuyên dừng bước, anh ta quay lại, ánh mắt dừng lại ở chiếc giỏ trên tay Ngân Tranh. Chiếc giỏ được làm từ tre tươi, bên trong lót nhiều lớp giấy, mỗi lớp đều chứa đầy đồ ăn, thịt ướp, trứng khoai lang. Trứng được xếp ngay ngắn, bọc trong giấy để tránh va chạm trên đường. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ trên tay Ngân Tranh, đến khi giọng nói của Lục Đồng vang lên mới khiến anh ta tỉnh lại, "Kỳ đại nhân." Anh ta ngẩng đầu, Lục Đồng nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Kỳ Xuyên mở miệng, sau một lúc mới nói, "Giỏ này từ đâu mà có?" Lục Đồng cười, "Là phu nhân Phạm tặng chúng tôi." "Quà tặng gì?" Ngân Tranh cười lạnh. Phu nhân Phạm sẽ không tặng những món quà tầm thường như vậy, rõ ràng là những người hầu coi chúng tôi như ăn mày mà đuổi đi. Tôi nghe thấy họ nói đây là những món ăn của người nghèo, để ở nhà cũng chỉ tốn chỗ, nên mới đưa cho chúng tôi. Chỉ có cô là người tốt bụng mới bị họ lừa dối. Người nói bậy, Lục Đồng trách mắng, rồi quay lại nói với Kỳ Xuyên xin lỗi, cô bé không biết nói năng, mong Kỳ đại nhân không để ý. Kỳ Xuyên nghe vậy, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, gượng cười với hai người, rồi bước vào nhà Phạm. Nhìn thấy bóng dáng anh ta biến mất sau cửa nhà Phạm, Lục Đồng mới thu lại ánh mắt. Cô quay sang nói với Ngân Tranh, "Đi thôi." Ngân Tranh cười vui vẻ, "Đi theo, giọng điệu tự hào, cô thấy tôi diễn có tốt không?" "Tốt." "Đó là điều đương nhiên." Ngân Tranh càng vui vẻ hơn, "Dù tôi không thông minh như cô, nhưng kỹ năng diễn xuất và nói dối của tôi cũng không tệ." ở nơi vui chơi sinh sống không cần nói khả năng nhìn người mà nói là điều phải có sau khi nói xong cô lại tự nhủ như vậy gây chia rẽ không biết kỳ xuyên nghe thấy trong lòng có oán hận không lục đồng mỉm cười không nói oán hận tất nhiên là có rõ ràng tài năng không kém phạm chính liêm nhưng vì xuất thân luôn phải làm kẻ dưới người đáng lẽ phải có sự nghiệp rực rỡ cuối cùng lại trở thành người làm công việc vặt vãnh trong nhà phạm còn người khởi xướng lại dùng công lao của anh ta để thăng tiến vắt kiệt giá trị của anh ta không sót một chút nào nếu là kỳ xuyên cô cũng không cam tâm kỳ xuyên là một người trung thành nên trong nhiều năm qua anh ta để phạm chính liêm sử dụng công lao của mình để thăng tiến chịu đựng sự áp bức của phạm chính liêm mà không nói một lời nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn người trợ thủ đắc lực trung thành và tận tụy có lẽ cũng sẽ tích tụ sự không cam lòng và oán hận sau nhiều năm lý do anh ta vẫn im lặng cho đến bây giờ có lẽ là vì đạo nghĩa trong lòng dù sao cũng là tình cảm từ nhỏ lớn lên dù sao khi kỳ xuyên nghèo khó không có đường đi là phạm gia đã giúp anh ta vào trường cô chỉ cần một chút gợi ý cũng đủ để gây sự chia rẽ nhưng cô chỉ cần cắm một cái gai trong lòng kỳ xuyên cái gai này sẽ phát triển đến mức nào tùy thuộc vào sự chăm sóc của phạm chính liêm trong những năm qua anh ta bị sự tình cảm anh em và tình cảm chủ tớ giả tạo làm mờ mắt thì tôi sẽ từng chút một phá vỡ ảo tưởng này một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi lục đồng dù sao mối quan hệ yếu ớt giữa hai người họ vốn đã đầy rẫy lỗ hồng đi thêm một đoạn đường hai người trở lại tây nhai Ngân tranh lấy khăn lau mồ hôi trên chán, hỏi lục đồng, cô có nóng không, có muốn mua một cốc nước mát không? Dù quán mới mở ở đầu phố ngọt hơn một chút, nhưng trong ngày nóng bức như vậy, uống một cốc nước đá mận xanh cũng là một cách giải nhiệt. Lục đồng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, Ngân tranh cười nói, vậy để tôi hỏi lữ trưởng quầy và hạ cô nương có muốn uống cùng không? Nói xong, cô chạy về phía trước. Lục đồng đi theo sau lúc này trời đang trưa nắng chiếu thẳng xuống đường mọi nơi đều nóng như đổ lửa cây mận ngoài cửa phủ bóng mát xuống hiệu thuốc bao phủ cả hiệu thuốc trong bóng dâm thường thì vào thời gian này trời quá nóng cả tây nhai hầu như không có khách nhưng hôm nay lại khác một bóng dáng quen thuộc từ con hẻm bên cạnh đi ra bước vào hiệu thuốc nhân tâm lục đồng dừng bước ngân tranh nhìn theo ánh mắt của lục đồng ngạc nhiên nói đó không phải là văn hữu của hạnh lâm đường sao người của hạnh lâm đường văn hữu đi ra từ con hẻm mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng lục đồng đã nhận ra anh ta dù sao vài ngày trước người này đã nhiều lần đến tiệm thuốc khi lữ trường khanh không có mặt ám chỉ rằng muốn lục đồng đến hạnh lâm đường làm việc và hứa sẽ trả lương gấp đôi so với lữ trường khanh nhưng đều bị lục đồng từ chối ngân tranh nhìn người bước vào tiệm thuốc rồi nhìn lại con hẻm vẻ mặt có chút kỳ quái. Vừa rồi không phải là hạ cô nương sao? Văn Hữu tìm hạ cô nương làm gì? Hạ Vinh Vinh không biết y thuật, không thể là để mời hạ Vinh Vinh đến hạnh lâm đường làm việc chứ. Lục đồng đứng yên nhìn một lúc, rồi quay lại nói khẽ, đi thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 69, Sắc Thỏ. Ngày tháng trôi qua yên bình như dòng nước, sự việc nhỏ xảy ra trước cửa y quán không được lục đồng để tâm. Chớp mắt đã đến lập thu. Lục đồng vẫn bận rộn mỗi ngày, khi vào thu, số người đến mua tiêm tiêm giảm đi nhiều, nhưng người mua chiết quế lệnh lại tăng lên. Chiết quế lệnh là một loại trà thuốc mới do lục đồng bào chế. Chẳng bao lâu nữa, ngày mùng 1 tháng 8 sẽ diễn ra kỳ thi mùa thu của Triều Lương. Trước kỳ thi, các sĩ tử thường căng thẳng, một số người tìm đến y quán để mua các loại trà thuốc thanh tâm minh mục để tăng cường tinh thần. Lục đồng nhân cơ hội này làm ra một loại trà thuốc mới tên là chiết quế lệnh, mang ý nghĩa tốt lành chiết quế cung trăng. Dù trà thuốc mới không nổi bật như Xuân Thủy Sinh và Tiêm Tiêm, nhưng với cái tên này, vẫn có rất nhiều sĩ tử đến mua vào thời điểm quan trọng, người tin vào điểm lành luôn đông hơn người không tin. Lục đồng giao hai gói chiết quế lệnh bọc trong giấy đỏ cho ngân tranh, Gói này mang đến nhà Ngô Hữu Tài ở Hành Ngư. Ngô Hữu Tài dù liên tục thi rớt, nhưng vẫn tham gia kỳ thi mỗi năm, Lục Đồng đoán rằng anh cũng sẽ tham gia kỳ thi năm nay, nên đặc biệt để lại vài gói cho anh. Ngân Tranh nhận lấy trà thuốc và chuẩn bị ra ngoài, thì bị A Thành đuổi theo ngăn lại, Ngân Tranh cô nương chờ chút. Có chuyện gì vậy? Bây giờ đến gặp Ngô đại ca, e là không đúng lúc. Lục Đồng dừng lại, nhìn A Thành có chuyện gì xảy ra sao cô chưa biết sao cậu bé gãi đầu mẹ của ngô đại ca qua đời đêm hôm trước rồi buổi tối trời mát mẻ hơn nhiều sau lập thu thường có những trận mưa nhỏ đêm về có gió mát thổi vào người cảm thấy lành lạnh như thể trời vừa lạnh xuống chỉ sau một đêm trong sân tĩnh lặng như nước ánh đèn lồng dưới mái hiên mờ mờ chiếu sáng một khuôn mặt người cô gái trẻ ngồi trước bàn đá ra sức giã vào chiếc lọ bạc trước mặt gió thu lùa qua tóc làm khuôn mặt ấy trở nên dịu dàng và thanh khiết ngân tranh ngồi trên ghế vừa gấp khăn lụa vừa nhìn lục đồng đang giã thuốc mà thất thần ban ngày a thành nói về tin buồn của mẹ mô hữu tài ngân tranh nghĩ rằng lục đồng sẽ đi thăm mô hữu tài dù sao những ngày này lục đồng thường bảo ngân tranh mang thuốc bổ dưỡng cho mẹ mô hữu tài tỏ ra rất quan tâm đến bệnh tình của bà. Dù không hiểu tại sao Lục Đồng lại đối xử đặc biệt với một người thư sinh nghèo, nhưng Ngân Tranh thấy rõ, Lục Đồng thật lòng quan tâm đến gia cảnh của Ngô Hữu Tài. Tuy nhiên, đến bây giờ, Lục Đồng vẫn chưa nhắc đến việc đi thăm Ngô Hữu Tài, thậm chí không gửi lời chia buồn ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng đã gửi hai tấm lụa. Thật không đúng, chẳng lẽ có kế hoạch khác? Nghĩ ngợi lung tung trong đầu, Ngân Tranh dần chậm lại chiếc khăn lụa rơi xuống đất cũng không phát hiện. Lục đồng nhìn cô một cái, hỏi, có chuyện gì vậy? Ngân tranh giật mình tỉnh lại, vội nhặt khăn lụa lên, nuốt lại ba từ ngô hữu tài, nghĩ một lúc, rồi chỉ vào một đám đom đóm dưới mái hiên, tôi vừa nghĩ, đom đóm ở kinh thành thật đẹp. Lục đồng liếc nhìn dưới mái hiên, nơi đó, một đám đom đóm xanh biếc sáng tối lập lòe. Đây là đom đóm do A Thành bắt cậu bé nghịch ngởm nhờ ngân tranh dùng chỉ tơ may một túi bốn góc mỗi góc đều gắn chuông nhỏ nhét đom đóm vào trong treo ở góc mái hiên ban đêm đom đóm sáng lấp lánh thật có chốt cảm giác như ánh sáng mùa hè trong sách tấn thư đáng tiếc ở đây không có người đọc sách ngân tranh cười hỏi lục đồng quê cô cũng có đom đóm không lục đồng lắc đầu huyện thường vũ nghèo xa hồi nhỏ cô chỉ thấy đom đóm trong sách nhưng trên núi Lạc Mai có rất nhiều đom đóm. Có lẽ vì ở trên núi, địa thế cao mát, qua tiết đại thử, cỏ mục sinh đom đóm, cả ngọn núi đều là ánh sáng xanh biếc. Khi cô tìm xác tử tù để thử thuốc cho vân nương trong đám mổ hoang, thường thấy từng đám ánh sáng mờ ảo, như ánh ma làng vàng. Lúc đó cô chẳng có chút suy nghĩ thơ mộng nào, chỉ thấy quái dị, muốn nhắm mắt lại chạy trốn. Không ngờ bây giờ nhìn túi đom đóm treo dưới mái hiên này, lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Ngân tranh gấp xong chiếc khăn cuối cùng, cũng không đứng lên, tựa cầm lên tay nhìn lục đồng giã thuốc. Cái chày thuốc nhỏ của lục đồng gõ vào lọ bạc, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, trong đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Lục đồng có hai cái lọ thuốc, thường dùng lọ gỗ, ít dùng lọ bạc. Hôm nay cô dùng lọ bạc, trên lọ khắc đầy hoa văn phức tạp, ánh trăng chiếu vào, lấp lánh ánh bạc, rực rỡ. Lục Đồng gõ xong lần cuối, để cái chảy lại trong lọ, ngân tranh biết cô đã xong việc. Lục Đồng ôm lọ đứng dậy, nhưng không rời đi ngay, mà đi vòng quanh sân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc giỏ che cao nửa người trong góc. Cô đi đến, mở giỏ, lấy ra một con thỏ trắng với mắt đen. Con thỏ là do Đỗ Trường Khanh mua mấy ngày trước, nói là thấy một cô gái bán thỏ ở chợ quan cô gái xinh đẹp và có hoàn cảnh đáng thương, Đỗ Trường Khanh động lòng thương, mua hết cả giò thỏ về. Mua về nhưng không biết làm gì với chúng, Ngân Tranh và Hương Thảo không biết nấu thịt thỏ, nên nuôi trong sân, Hạ Vinh Vinh và Hương Thảo mỗi ngày đến cho thỏ ăn. Lục đồng cúi nhìn con thỏ trong tay, nó bị cô nắm hai tay, chân đạp loạn xạ trong không trung. cô nhìn một lúc rồi mang thỏ và lọ thuốc vào bếp. Thường thì lục đồng chế thuốc ở sân, nhưng khi dùng bếp, cô không cho ngân tranh theo. Ngân tranh xoa đầu gối, xếp khăn lại, rồi vào nhà để khăn vào hộp. Đêm đã khuya, bên ngoài rất tĩnh, gió thu lạnh lẽo thổi vào cửa sổ, làm cửa sổ kêu lách cách, cả kinh thành chìm trong bóng đen. Trong bếp, Lục Đồng cầm con thỏ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Lọ bạc đặt trên bàn, bên trong thuốc cỏ đã bị nghiền nát, đen kịt bám vào thành lọ, từ từ chảy xuống để lại những vết bẩn mờ ảo, trông rất quái dị. Lục đồng nhìn con thỏ một lúc, rồi đột ngột thò tay vào lọ, lấy ra một nắm chất lỏng đen, nhét vào miệng thỏ. Miệng thỏ bị nhét đầy thứ gì đó, lập tức giãy sụa dữ dội, lục đồng nắm chặt tay thỏ, đến khi chất lỏng đen được nhai nuốt gần hết, cô buông tay, thỏ rơi xuống đất, tự do, chạy loạn trong bếp. Cô lặng lẽ nhìn con thỏ. Một khắc, hai khắc, ba khắc con thỏ dần chậm lại không còn chạy nữa như say rượu lảo đảo rồi ngã ra nằm nghiêng trên đất cố gắng bỏ dậy chân đạp yếu ớt rồi ngừng hẳn từ miệng thỏ chảy ra một vết đen đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trông đáng sợ chết rồi con thỏ vừa nhảy nhót bây giờ đã chết bóng đêm ảm đạm trong bếp ánh đèn mờ nhạt một cô gái một con thỏ chết lặng lẽ đối diện nhau thật u ám và đáng sợ Lúc này, từ phía sau bỗng vang lên tiếng hét kinh hoàng, "A!" À. Ánh mắt Lục Đồng lập tức trở nên lạnh lùng, quay phát lại, trước cửa bếp, Hạ Vinh Vinh cầm đèn đứng đó, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô. Bình thường giờ này, Hạ Vinh Vinh đã ngủ từ lâu, cô tin rằng ngủ sớm sẽ giúp nhan sắc rạng rỡ, luôn ngủ trước giờ hơi. Nhưng bây giờ đã qua giờ tí. Lục Đồng cau mày, "Cô đến làm gì?" Hạ Vinh Vinh như bị dọa sợ, mặt tái nhợt, theo bản năng trả lời, hương thảo bị ngã, tôi đến bếp tìm chút nước. Cô liếc nhanh con thỏ dưới đất, như không dám nhìn kỹ, giọng run rẩy hỏi lục đồng, con thỏ này. Con thỏ này ăn nhầm cỏ độc, nên chết. Vậy, vậy sao, Hạ Vinh Vinh nói, mắt lại nhanh chóng liếc qua tay lục đồng, tay trái của lục đồng bị thuốc cỏ nhuộm đen. Lục đồng nhìn cô, không phải muốn tìm nước sao? À, phải. Hạ vinh vinh vội vàng đáp nhớ ra việc cần làm nhanh chóng mốc nước khi đi qua lục đồng tay run rẩy suýt đổ cả thau nước lục đồng lạnh lùng nhìn cô mang thau nước ra ngoài đến khi cô vào phòng ánh đèn sau khe cửa khép lại bên ngoài lại chìm vào bóng đêm cô im lặng một lúc rồi đi đến con thỏ chết nhấc nó lên thật đáng sợ chị không biết tôi vừa thấy gì đâu vừa vào phòng Hạ Vinh Vinh đặt thau nước xuống, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất. Hương Thảo giật mình, quên cả vết thương trên đầu gối, vội chạy đến đỡ cô ngồi xuống giường, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Vinh Vinh tái mét, mắt đầy sợ hãi, tôi vừa thấy lục đại phu trong bếp. Cô ấy, cô ấy, cô nắm chặt tay Hương Thảo, cô ấy đầu độc chết con thỏ. Hương Thảo kinh ngạc, thật đấy, Hạ Vinh Vinh sợ Hương Thảo không tin, giọng càng gấp gáp kể lại những gì vừa thấy. Khi tôi vào, tay cô ấy còn chưa rửa sạch thuốc độc, đứng trước xác con thỏ, nhìn như một con quái vật. Hương Thảo cũng bị dọa, nhưng vẫn giữ chút lý trí, có lẽ lục đại phu chỉ đang thử thuốc. Không thể nào, thuốc gì mà giết chết người, hơn nữa chỉ không thấy ánh mắt cô ấy lúc nhìn tôi. Hạ Vinh Vinh nhớ lại lúc lục đồng quay lại nhìn mình, ánh mắt cô ấy khác hẳn ngay thường, không còn dịu dàng điềm đạm mà lấp lánh trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng, nhìn cô như nhìn một xác chết, không chút cảm xúc. Cô dùng mình. Không được, ở đây không an toàn. Hạ Vinh Vinh đứng phát dậy, vội vã thu dọn hành lý, chúng ta phải rời đi ngay. Cô chủ, Hương Thảo kéo cô lại, cô bình tĩnh đã, chúng ta đi bây giờ, biểu thiếu gia tính sao? Đỗ Trường Khanh, Hạ Vinh Vinh chợt nhớ đến người anh họ này, lẩm bẩm, phải rồi còn biểu ca nữa phải báo cho biểu ca hương thảo nói hiện tại y quán chủ yếu dựa vào thuốc trà của lục đại phu để duy trì nghe a thành nói lục đại phu và biểu thiếu gia chia đôi lợi nhuận dù chúng ta ở y quán nhưng thấy rõ biểu thiếu gia rất tin tưởng lục đại phu dù cô nói biểu thiếu gia cũng chưa chắc tin dù có tin cũng chưa chắc sẽ đổi lục đại phu đi lục đồng chính là nguồn lợi của nhân tâm y quán ai lại nỡ đuổi nguồn lợi đi nghe vậy hạ vinh vinh bối rối vậy làm sao đây cô bình thường không có chủ kiến lần này đến kinh thành cũng vì muốn vào nhà họ đỗ ai ngờ tính sai gia sản hiện tại của đỗ trường khanh hơn nữa đỗ trường khanh dường như cũng không có ý với cô cơ thế kéo dài không rõ ràng bây giờ gặp chuyện này hạ vinh vinh cũng không biết phải làm sao cô chủ hay là hỏi thử trưởng quầy hạnh lâm đường hương thảo bất ngờ nói hạ vinh vinh ngẩn ra bạch thủ nghĩa nhớ lại mấy ngày trước văn hữu bên cạnh bạch thủ nghĩa đã tìm cô một lần vì chuyện xuân thủy sinh trước đây hạnh lâm đường và nhân tâm y quán đã có mâu thuẫn hạ vinh vinh nghe a thành nói vậy bạch thủ nghĩa ăn trái đắng đổ lỗi lên đầu lục đồng nhưng lâu như vậy bạch thủ nghĩa vẫn chưa tìm được sơ hở của lục đồng nên sai văn hữu tìm hạ vinh vinh muốn hợp tác với cô. Văn Hữu đứng trước Hạ Vinh Vinh, nói, Hạ cô nương, trưởng quầy của tôi nói, cô không muốn lục đại phu ở lại y quán, trưởng quầy của tôi cũng muốn đuổi lục đại phu khỏi kinh thành, hợp tác, đôi bên cùng có lời. Hạ Vinh Vinh nhíu mày, hợp tác. Cách hợp tác của Bạch Thủ Nghĩa rất đơn giản, để Hạ Vinh Vinh động tay động chân vào thuốc thường ngày của lục đồng. Điều này lập tức bị Hạ Vinh Vinh từ chối nếu thuốc của lục đồng thật sự có vấn đề, nhân tâm y quán sẽ bị ảnh hưởng, đỗ trường khanh cũng liên lụy. Hơn nữa Hạ Vinh Vinh thấy rõ, việc bào chế thuốc, lục đồng không để ai động tay vào, kể cả ngân tranh với khiêu giác nhạy bén, cũng không tìm thấy cơ hội. Văn Hữu vẫn không bỏ cuộc, đưa một tấm ngân phiếu cho Hạ Vinh Vinh, nói, Hạ cô nương không cần trả lời ngay, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời trường quầy của tôi. Hạ Vinh Vinh nhận lấy ngân phiếu ban đầu còn lo lắng, nhưng sau một thời gian dần quên đi, không ngờ hôm nay bị Hương Thảo nhắc lại. Cô do dự nhìn Hương Thảo, làm vậy có được không? Dù sao Lục Đồng cũng là người của Nhân Tâm Y Quán, kể chuyện của Nhân Tâm Y Quán cho người ngoài, không khỏi có chút không hay. Hương Thảo thở dài, cô chủ, những gì cô thấy hôm nay, tuy bất ngờ, nhưng không chứng minh được Lục đại phu đang chế thuốc độc hại. Biểu thiếu ra tin tưởng Lục đại phu Chắc chắn sẽ đứng về phía cô ấy, nếu cô nói ra, chẳng những khiến Lục Đại Phu cảnh giác, mà còn gây mất lòng biểu thiếu ra. Nhưng trường Quầy Bạch thì khác, Lục Đại Phu trước đây khiến hạnh lâm đường mất mặt, trường Quầy Bạch hận cô ấy đến thấu xương, nếu Lục Đại Phu thật sự có vấn đề, trường Quầy Bạch chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa, hơn nữa, cô trước đây đã nhận 50 lượng bạc của trường Quầy Bạch, đã nhận tiền của người ta, lỡ họ đến đòi. Biểu thiếu gia nhất định sẽ tức giận. Nghĩ đến 50 lượng bạc đó, Hạ Vinh Vinh không khỏi đỏ mặt. Tiền đã tiêu hết vào trang sức, nếu Bạch thủ nghĩa đến đòi, cô thật không biết làm sao. Hương Thảo thấy cô do dự, khẽ cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Hương Thảo là người hầu thân cận của Hạ Vinh Vinh nhiều năm, lần này vào kinh, cha mẹ Hạ đặc biệt dặn dò, nhất định phải thành công trong việc gả Hạ Vinh Vinh cho Đỗ Trường Khanh dù đỗ trường khanh hiện tại không giàu có như trước nhưng ở kinh thành có cửa hàng có nhà vẫn tốt hơn nhiều người hôn sự này có thể thực hiện nhưng ở y quán một thời gian hương thảo nhận thấy đỗ trường khanh không có tình ý với hạ vinh vinh ngược lại có vẻ thân thiết với lục đồng hương thảo đến kinh thành để mai mối với đỗ trường khanh nếu không thành công không chỉ hạ vinh vinh thất vọng mà cha mẹ hạ cũng khó lòng chấp nhận cô nghi ngờ lục đồng có tình ý với đỗ trường khanh dù không có chứng cứ nhưng lục đồng trong y quán có vẻ như một bà chủ a à, thành và đỗ trường khanh đều nghe theo cô hương thảo muốn đuổi lục đồng khỏi y quán nhưng chưa tìm ra cách không ngờ tối nay hạ vinh vinh lại bắt gặp cảnh trong bếp đây là cơ hội trời ban hương thảo không bận tâm đến vết thương trên đầu gối vội đứng lên lấy giấy bút cho hạ vinh vinh cô chủ còn do dự gì nữa? Bây giờ chỉ có trường quầy bạch mới giúp được, nếu lục đại phu thật sự có vấn đề, cũng cứu được tình thế. Trong phòng ánh đèn mờ mờ, chiếu sáng vũng nước đổ trên sàn, Hạ Vinh Vinh nhìn vũng nước hồi lâu, cắn môi, cuối cùng quyết định đứng dậy. Được, tôi sẽ viết thư. chương 70, Mẫu Tử. Những ngày gần đây, Hạ Vinh Vinh đều tránh mặt lục đồng. Trước đây, khi lục đồng ngồi khám bệnh ở y quán, Hạ Vinh Vinh cùng Hương Thảo luôn ở phía sau giúp đỡ. Nhưng dạo này, họ lại trốn trong sân không chịu ra ngoài, gặp phải cũng tìm cách né tránh. Hành động này quá rõ ràng, Đỗ Trường Khanh đã hỏi khéo mấy lần, bị Hạ Vinh Vinh qua loa trả lời, hắn còn tưởng rằng hai người họ đã cãi nhau. Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, ngân tranh giúp Lục Đồng di chuyển bức tượng Quan Âm bằng sứ trắng vào trong góc nhỏ của Phật đường. Tượng Quan Âm được Lục Đồng xin từ một cửa hàng làm nến ở Tây Nhai. Chủ cửa hàng nói rằng bức tượng này đã được thỉnh về từ chùa Vạn Ân và được đại sư khai quang. Lục Đồng thấy bức tượng Quan Âm này được chạm khắc sống động như thật, lại nhớ đến chỗ trống trong Phật đường ở nhà, bèn bỏ ra 5 lượng bạc để mang tượng Quan Âm về. Tượng Quan Âm trắng khi đặt vào trong Phật đường nhỏ thì không còn trống trải như trước nữa. Ngân Tranh nhìn quanh, cười nói, kích thước vừa vặn chỉ thiếu một chiếc bệ khi nào rảnh ta sẽ tìm cái phù hợp lục đồng ừm một tiếng nhìn ra sân nói đi thôi đang là buổi chiều không khí ngột ngạt trời âm u dường như sắp có cơn bão đỗ trường khanh nằm ngoài trên bàn ngủ chưa thấy hai người họ ra ngoài quỳ hoài ngẩng đầu đừng quên mang theo ô biết rồi khi bóng hai người họ khuất dần ngoài y quán hạ vinh vinh từ trong nhà bước ra nhìn theo hướng họ đi hỏi đỗ trường khanh sắp mưa rồi lục đại phu đi đâu vậy ở hàng cá tươi mẹ của mô tú tài đã qua đời đỗ trường khanh lau mặt hai người họ đi viếng tang gió lớn thổi mạnh làm đèn lồng giấy dưới mái hiên kêu lạch cạch trong sân các dải vải tang trắng xếp chồng lên nhau ngượn giấy chất thành đống đèn lồng lay động trong bóng tối một chiếc quan tài bằng gỗ đen đặt nặng nề giữa linh đường Ngô Hữu Tài mặc áo tang thô, quỳ trước bồn gỗ, đốt tiền giấy. Mẹ của Ngô Hữu Tài qua đời cách đây vài ngày, thầy bói họ Hà đã xem ngày giờ tốt để an táng, rồi rời đi. Ngô Hữu Tài ở Kinh Thành không có người thân, hàng xóm ở Tây Nhai giúp lo hậu sự, canh giữ linh cữu hai ngày, nói vài lời an ủi, rồi lần lượt rời đi ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Chàng một mình ở lại canh giữ linh cữu quần áo của mẹ khi còn sống đã được xếp gọn, đặt ở một bên, chuẩn bị cho việc an táng. Ngô Hữu Tài nhìn vào đống quần áo đó. Trên quần áo thêu một chùm hoa màu vàng, sáu cánh hoa nở, giống như nụ cười. Là hoa huyên thảo. Ngô Hữu Tài nhìn chăm chăm, mắt dần đỏ hoe. Mẹ Ngô tiết kiệm, hiếm khi mua quần áo mới, một chiếc áo gai có thể mặc 10 năm. Đôi khi khuỷu tay, đầu gối bị rách, bà không muốn vá, sợ vá không đẹp, bèn lấy những mảnh vải thừa thiêu lên. Hoa huyên thảo mọc trên bậc thềm, người con đi xa, người mẹ tựa cửa, không thấy hoa huyên thảo. Hoa huyên thảo là hoa của mẹ. Mẹ, nước mắt chàng lan dài. Trên đời vạn điều đau khổ, không gì bằng sinh ly tử biệt. Dù đã biết mẹ không còn sống lâu nữa, nhưng khi ngày đó đến, chàng vẫn cảm thấy bất ngờ rõ ràng tối hôm trước bà còn nói với chàng rằng dạo này ăn uống không ngon ngày mai muốn ăn bún đậu xanh để khai vị nhưng đến đêm khi chàng lau người cho bà cơ thể bà đã lạnh ngắt hàng xóm đến viếng tang đều an ủi chàng nói rằng mẹ chàng ra đi nhẹ nhàng không đau đớn là hỉ tang bảo chàng đừng buồn nhưng mấy ngày nay ngô hữu tài vẫn không thể nguôi ngoai chàng còn chưa đỗ đạt công danh chưa tranh được chức quan cho mẹ thậm chí chưa từng để mẹ hưởng một ngày an nhàn sao mẹ lại ra đi nhanh như vậy không cho chàng cơ hội tiền giấy trong tay bị bóp nát chàng đau đớn không kìm được bóng dáng cô độc như con chó không nhà nước mắt rơi xuống bồn lửa cùng với tiền giấy hóa thành cho bên ngoài gió thổi mạnh hơn cơn gió lớn cuốn bay các dải vải tang trong sân trời âm u như chạng vàng, trong đám mây đen tia chớp ẩn hiện trong tiếng gió rì rào, có tiếng gõ cửa, ngô hữu tài sững người. Lúc này còn ai đến? Hàng xóm giúp đỡ đã về nhà, lão hồ cũng có gia đình phải lo. Hàng xóm có chút quen biết đã viếng tang, nhà không còn người thân nào nữa. Chàng nghĩ vậy, liền nghe tiếng gõ cửa dừng lại, tiếp theo là tiếng cửa kêu kết mở ra. Có người bước vào, ngô hữu tài ngẩng đầu. Mây đen che khuất ánh sáng, linh đường u ám trong sân tiền giấy bay là tà, có tiếng bước chân từ từ tiến lại, không vội vã. Người phụ nữ mặc váy dài trắng, gió thổi tung tà áo, đóa hoa lụa màu xương trên tóc cô trắng như ngọc dương chi, trong ánh đèn lung lay của linh đường, giữa tiền giấy bay đầy sân, khuôn mặt dần hiện rõ, như giấc mơ hư ảo, thật mà như già. Ngô Hữu Tài nhìn ngây ngẩn cô gái trước mặt, tự hỏi, cô ấy cũng mặc đồ tang sao? Người phụ nữ dừng lại trước mặt chàng, cúi đầu nhìn chàng, ngô công tử. Ngô Hữu Tài giật mình tỉnh lại. Lục Đại Phu, người đến là Lục Đồng, Đại Phu của nhân tâm y quán. Chàng dùng mình, vội đứng dậy, Lục Đại Phu sao lại đến? Từ khi mẹ qua đời, chàng mơ hồ, bây giờ mới nhớ ra đã lâu không gặp Lục Đồng. Ngô Hữu Tài rất biết ơn Lục Đồng, trước đây Lục Đồng đã khám bệnh cứu mẹ chàng một lần, sau đó lại thường xuyên gửi thuốc bổ qua ngân tranh. Chàng biết, số tiền mình đưa không đủ để trả cho những thuốc mà Lục Đồng gửi. Chàng không có gì báo đáp, chỉ có thể giấu cảm kích trong lòng. Lục Đồng đặt túi vải trắng chứa tiền viếng vào tay Ngô Hữu Tài. Ngô Hữu Tài ngập ngừng, "Lục đại phu, tôi không thể nhận." Nhưng Lục Đồng đã bước vào linh đường, ngồi xổm trước bồn lửa, cầm giấy vàng đốt thêm vào. Ngô Hữu Tài ngạc nhiên Ánh sáng âm u, trong linh đường ánh đèn rực rỡ, cô mặc đồ trắng, cài hoa trên tóc như tuyết, trong bóng tối u ám này, giống như một hồn ma cô dâu trẻ đẹp, lạnh lẽo và mỏng manh. Ngô Hiểu Tài cảm thấy lạnh lẽo. Lục Đồng hỏi, "Ngày mùng một tháng sau là kỳ thi, cậu sẽ dự thi chứ?" Ngô Hiểu Tài sững sờ, "Đáp, sẽ thi." Chàng ngồi xổm trước bồn lửa, cùng Lục Đồng đốt tiền giấy. Người sống không biết người chết có nhận được tiền hay không, nhưng luôn cần một niềm tin. Ngô Hữu Tài nói, đáng tiếc mẹ không thấy được. Những năm qua, mỗi khi chàng từ trường thi trở về, mẹ đều ở nhà chờ đợi. Nhưng năm nay chỉ còn mình chàng, khi thi xong trở về, nhà không còn ánh đèn, không còn bóng dáng mẹ ngồi khâu vá. Chàng đang chìm trong nỗi đau, bỗng nghe Lục Đồng nói, thực ra đây là điều tốt. Ngô Hữu Tài ngẩng đầu, không hiểu ý cô. Dù cậu thi năm nay cũng không đỗ, thay vì để mẹ thất vọng thêm lần nữa, chi bằng để mẹ ra đi trong hy vọng với bà, đây không phải là điều tốt sao?" Giọng nói của cô vẫn dịu dàng, nhưng những lời nói lại khác xa so với thường ngày, đầy chua cay. Ngô Hiểu Tài ngây người một lúc, mới hiểu ra sự mỉa mai trong lời cô, chàng tức giận nhìn Lục Đồng, mặt đỏ bừng. "Cô giận rồi?" Lục Đồng mỉm cười cầm một tờ giấy vàng đốt vào bồn lửa. Cậu biết không, bệnh của mẹ cậu không phải là không thể chữa. Nếu điều trị sớm hơn vài năm, sẽ không chỉ sống được mấy năm này. Đáng tiếc, đã bị lỡ mất. Mặt ngô hữu tài tái nhợt. Chàng tự nhiên biết điều đó. Khi mẹ bắt đầu cảm thấy không khỏe, bà không nói với chàng. Lúc đó, bà dành hết tâm trí vào hàng cá. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc bán thêm vài con cá để tiết kiệm tiền mua bút mực cho chàng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc sau này khi bệnh tình trở nặng bà mới nói với chàng khi chàng đưa mẹ đi khám lại thì đã quá muộn không phải chỉ cần điều trị là có thể khỏi người trước mặt vẫn đang nói từng câu từng chữ như muốn đâm vào lòng chàng bệnh của bà ấy chỉ cần phát hiện sớm dùng thuốc bổ dưỡng và nghỉ ngơi là có thể khỏi nhưng vì muốn cậu yên tâm học hành không làm lỡ kỳ thi nên đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị chính cậu đã làm chậm trễ bà ấy ầm một tiếng tiếng sấm vang lên từ xa ngô hữu tài ôm mặt phát ra tiếng rên rỉ đau đớn chàng lẩm bẩm là lỗi của tôi là tôi vô dụng là tôi không có tài nếu không phải vì chàng nếu không phải vì chàng mẹ đã không phải hy sinh đến thế chàng đã theo đuổi công danh suốt đời tự cho mình là người tài năng nhưng thực ra chỉ là một kẻ vô dụng, không đạt được gì. Chính chàng đã giết chết mẹ. Vị nho xanh ôm mặt, nước mắt rơi xuống qua kẽ tay, tiếng khóc của chàng khiến người bên cạnh động lòng. Lục đồng ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không xa xăm. Người bình thường luôn tự trách mình khi gặp chuyện, luôn tìm lỗi ở bản thân, hận không thể gánh hết mọi tội lỗi trên đời. Cha mẹ của cô cũng như vậy sao? Khi họ nhận được tin dữ về cái chết của Lục Nhu và việc Lục Khiêm bị bắt, liệu họ có tự trách mình không bảo vệ được con cái, có như Ngô Hữu Tài mà không thể tha thứ cho mình không? Có khóc không? Ngọn lửa liếm lên tờ giấy vàng, soi sáng linh đường u tối. Lục Đồng cúi đầu nhìn người đàn ông đang khóc, một lát sau, cô nói, Ngô Hữu Tài, cậu 18 tuổi lần đầu đi thi, đến giờ đã 12 năm. 12 năm rồi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tại sao một lần cũng không đổ? Tiếng khóc dừng lại, nho sinh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, ngơ ngác và vô thức hỏi, cái gì? Nếu cậu thật sự không có tài, 12 năm qua, tại sao lại kiên trì đi thi? Có phải vì cậu tin rằng bài thi của mình chắc chắn sẽ đạt giải cao, nổi tiếng khắp nơi? Cô lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy gấp lại, đưa trước mặt ngô tú tài. Nho sinh nhìn tờ giấy trước mặt, lẩm bẩm, đây là gì? Kể từ lần đầu tiên cậu đi thi, đây là danh sách những người đỗ đạt trong kỳ thi mùa thu ở kinh thành. Những người được khoanh tròn là những kẻ ăn chơi nổi tiếng ở kinh thành. Lục Đồng nói, những người này, cậu chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết họ không có học thức. Tại sao họ lại đỗ mà cậu thì không? Ngô Hiểu Tài nhìn cô, theo bản năng lặp lại, tại sao? Bởi vì may mắn Cô khẽ cười, "Cậu tin không?" Như một tia sáng lóe lên trong đầu, Mô Hữu Tài lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng không dám nói ra, chỉ chăm chú nhìn cô. "Có nhiều khả năng," cô bắt đầu nói, giọng vẫn nhẹ nhẹ, "chẳng hạn như họ mua chuộc quan lại trong lễ bổ chỉnh sửa điểm số, hoặc họ thuê người thi hổ, hoặc có thể bài thi của cậu đã bị tráo đổi, điểm số của cậu trở thành điểm số của người khác." Cậu chỉ có bút và kiến thức nhưng không có tiền bạc và mối quan hệ, Ngô công tử, chỉ với những thứ đó, làm sao cậu có thể đấu tranh để giành được sự công bằng? Ầm, um, lại một tiếng sấm vang lên, gió lạnh thổi qua cửa vào lòng chàng. Ngô Hữu Tài lắc đầu, không thể nào, điều này không thể. Tại sao không thể? Lục Đồng cười nhẹ, "Cậu hãy nghĩ kỹ xem, những bài thi của cậu suốt những năm qua, thực sự tệ đến vậy sao?" Như một tiếng sét đánh vào mặt Ngô Hữu Tài không thể nói được gì. Nếu cậu không tự tin vào bản thân, tại sao lại kiên trì suốt 12 năm? Cậu không phải là người cố chấp không biết thay đổi, nếu thực sự thấy vô vọng, cậu sẽ tìm con đường khác trên đời này còn nhiều cách sống, cậu không nhất thiết phải đi vào ngõ cụt. Cậu chỉ không cam lòng. Các bạn sĩ tử đều nói bài thi của cậu rực rỡ, người khác không thể sánh bằng, và chính cậu cũng tin như vậy. Nhưng 12 năm trôi qua, từ một chàng trai trẻ trung đầy nhiệt huyết trở thành một người trung niên bình thường, năm này qua năm khác, vẫn không thể đạt được giấc mơ vàng son. Ánh mắt của hàng xóm từ ngưỡng mộ truyền thành châm biếm, thậm chí còn có chút thương hại, cậu không thể tránh được những ánh mắt đó, và mỗi đêm cậu tự hỏi mình, liệu mình có thực sự tài năng không? Liệu mình có thể đạt được điều mong ước một ngày nào đó không? nhưng hôm nay có một người nói với cậu rằng nhiều năm không thể đạt được điều ước vì có người đã lấy đi sự công bằng nếu thật sự như vậy nho sinh lắp bắp ánh mắt rực lửa tôi sẽ tố tô cáo họ hành vi gian lận này là tội ác lớn lễ bộ sẽ điều tra kỹ lưỡng ai sẽ tin cậu quan phủ sẽ điều tra quan phủ tự thân nằm trong đó liệu họ sẽ tự điều tra mình lục đồng chế diễu cậu có thể bị bắt trước khi ra khỏi cổng quan phủ Câu nói nhẹ nhàng của cô khiến trái tim ngô hữu tài lạnh buốt. Lời cô nói rất có khả năng. Những năm qua, cậu không phải không nghi ngờ, nhưng mỗi khi nghĩ đến đó, giống như một điều cấm kỵ, không dám nghĩ sâu hơn. Như thể trực giác nói rằng nghĩ tiếp sẽ rơi vào vực sâu vô tận, nhưng hôm nay có một người không do dự xé toang bức màn giả tạo, cho cậu thấy sự thật trần trụi. Tâm trí dối bời, ngô hữu tài nhìn lục đồng, giọng khản đặc hỏi. Tại sao lại nói cho tôi những điều này? Tại sao lại nói cho cậu điều này? Trong cơn mê man, nói cho cậu sự thật, rồi sau đó lại buộc cậu phải thừa nhận sự thật không thể thay đổi, để cậu nhận ra sự vô dụng của mình. Bởi vì, cô nói, tôi muốn giúp cậu. Giúp tôi." Lục Đồng mỉm cười nhẹ. Quan tài đen, vải tang trắng, ranh giới giữa lạnh và ấm mơ hồ, khuôn mặt cô dưới ánh đèn đẹp một cách khó tin bông hoa lụa trên tóc cô nở rực rỡ. Như một yêu nữ mang vẻ đẹp của người đẹp trong chuyện kỳ ảo, vào một ngày mưa, bước ra từ trang sách để giao dịch với người ta. Cậu biết cô không có ý tốt, nhưng cậu không thể từ chối. Cô nói, bây giờ toàn bộ kỳ thi đã bị mua chuộc, người trong lễ bộ cũng bị dính líu, suốt 12 năm cậu thi rớt không phải vì không có tài, mà vì gian lận trong kỳ thi, cậu có muốn vạch trần điều đó. Dù phải trả giá bằng mạng sống của mình. Muốn, tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm gì." Ngô Hữu Tài mơ màng nhìn cô. "Nếu cậu tố cáo trước kỳ thi, không có bằng chứng, quan phủ có thể bắt cậu, thậm chí bịt miệng cậu. Trừ khi sau kỳ thi." "Sau kỳ thi?" "Đúng vậy, sau kỳ thi, tất cả thí sinh đều ở trong phòng thi, nếu có người thi hộ thì người và bài thi đều có chứng cứ." "Nhưng, nhưng gì?" Nhưng cậu chỉ là người nhỏ bé, quan lại cấu kết với nhau, có thể tìm lý do để bắt cậu, sau kỳ thi mới thả ra, chứng cứ cũng không còn. Vậy chẳng phải không còn cách nào sao? Không phải không có cách, chỉ cần làm lớn chuyện. Ngô Hữu Tài sững sờ, làm lớn chuyện. Đúng vậy, Lục Đồng nói nhẹ nhàng, nếu trong phòng thi có người chết, một hai người bị giết, thì không chỉ lễ bộ có thể che đậy được. Viện thẩm tra, tư tế, thậm chí cả phủ quân mã đều sẽ vào cuộc người càng đông càng khó làm lớn chuyện các bên lợi ích đan sen việc đơn giản trở nên phức tạp ngô hữu tài nắm bắt ý cô người chết là sao lục đồng cười không trả lời trời tối hơn gió lớn rít gào trong sân chớp lóe sáng trên bầu trời mưa lớn sắp đến ngô hữu tài nhìn lục đồng bóng dáng mỏng manh của cô được bọc trong chiếc váy trắng bàn tay mảnh khảnh của cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một túi giấy dâu giọng cô vẫn dịu dàng mang theo một chút mê hoặc không thể nhận ra những quan lại gian lận làm rối loạn kỳ thi khiến người có tài bị người không có tài áp bức nếu là tôi ngô hữu tài lẩm bẩm nếu là cô cô sẽ làm gì cô mỉm cười nhẹ đặt túi giấy vào tay ngô hữu tài cúi xuống thì thầm vào tay cậu từng từ rõ ràng tất nhiên là giết hắn. Âm tiếng, tiếng sấm nổ tung, tia chớp lóe sáng linh đường u tối, cũng soi sáng đôi mắt lạnh lùng của cô. Trong sân, mưa lớn rơi xuống. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.